Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái tool ZXW, cái tool xem sơ đồ mạch nè. Cái tool này có thể xem là những cái hãng mà tiên phong nhất trên thế giới đưa vấn đề mà xem sơ đồ trực quan đến với người thợ kỹ thuật đấy. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn về cái cách để tải nó về, hay là cái địa chỉ để tải nó về, rồi giới thiệu qua những cái model mà nó hỗ trợ, và mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái công cụ của nó chính, chứ mình không đi sâu vào hướng dẫn sử dụng về về các ban bệnh của nó nha. Do đó đầu tiên thì mình lên mình tải nó về, mình tải thì mình lên cái trang zxwtool.com, thì mình vào phần download như video này. Bằng download rồi mình sẽ tải cái phiên bản ZXW 2.6 này về. Đây, phiên bản này về. Bấm vào đây để download. Thì sau khi mình download về thì mình được một cái tool. Mình xả nén là mình được cái tool mình chạy luôn. Còn về cái dongle này thì mình chỉ việc cắm vô là nó máy tính nó nhận driver, mình không có cần cài driver. Đây, mình sẽ mở cái tool nó lên. Lần đầu tiên mở cái tool nó lên thì nó sẽ hỏi mình chọn là cái vùng là mình chọn, nên chọn cái vùng là Hồng Kông. Còn ngôn ngữ thì mình chọn là tiếng Anh. Thì bên trái của nó là một cái list danh sách những cái model máy mà nó hỗ trợ. Những model máy nó hỗ trợ, đây là cái phần trung tâm hướng dẫn của nó, những câu hỏi thường gặp, những cái review hướng dẫn về sử dụng của nó, cũng như là cái cách cài đặt. Cái này thì cũng hơi thừa, tại vì mình vô đây được rồi thì đâu có cần xem lại cái cách này đâu. Còn đây là những cái pan thường gặp như iPhone 6 không hiển thị, iPhone 6 không mở nguồn khi vô nước đâu này. Đây pan hiển thị. Còn cái này là những cái phần ghi lại những cái phần cập nhật mới nhất của cái tool. Ba cái này thì mình cũng ít quan tâm đến này. Cái quan tâm nhất mình vẫn là cái quan trọng nhất là cái phần hỗ trợ về iPhone. iPhone hỗ trợ thì iPhone 10 chip Intel Qualcomm này hầu như đầy đủ hết, kể cả những sợi cáp của iPhone X nó cũng hỗ trợ luôn nè, cáp Face ID cũng có hỗ trợ luôn nè. Mở thử lên nè, đó, những cáp pinout nó hỗ trợ hết đầy đủ. Đây, main iPhone X Intel nè. Đây, phần cập nhật mình tắt nó đi. Những cái điểm này khi mình bấm vào nó sẽ kết nối cho mình biết được là nó sẽ đi vào nơi nào. Rất là thuận tiện cho anh em khi bị đứt chân mà cần nối, hay là rồi về vấn đề iPad thì hỗ trợ cũng hầu hết các iPad, iPad Pro 4G cũng có hỗ trợ luôn. Rồi về Oppo, Vivo nè, Oppo hỗ trợ nè, Vivo, Xiaomi. Rồi Samsung hỗ trợ thêm model A hay là model gì đấy. Rồi Sony, HTC, Nokia, LG hầu như là hỗ trợ về chip Qualcomm, cũng hỗ trợ những dòng chip này nè. Về chip MTK nè, hỗ trợ cũng khá đầy đủ. HTC, rồi. Đó là những cái phần giới thiệu về cách tải về, cũng như là sơ lược về cái phần mà hỗ trợ của cái tool ZXW này. Mình ví dụ cụ thể một cái trường hợp để cho anh em dễ hình dung. Ví dụ như mình có một cái iPhone 6 SLS chẳng hạn, mà nó bị mất đèn màn hình chẳng hạn đi, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Sau SLS mất đèn màn hình. Rồi đầu tiên là mình đi vào một cái sơ đồ mạch của nó. Không phải sơ đồ mạch này. Không, cái này lại cái đây Soshima thì không cần xem rồi. Đây sơ đồ mạch này, đúng rồi. Đóng cái này lại. Đây là cái socket màn hình. Thì khi mà mất đèn thì những cái nguyên nhân mà để cho cái iPhone 6 SLS nó mất đèn, như ví dụ như là bị vô nước, cái đường mà điện áp anode của cái đèn LED đó là nó hay đứt, nhất là nó hay bị mục cái chỗ những cái điểm chính như là điểm nối tiếp giáp của cuộn dây ở trên cái đường anode đó,
hay là khi mà mình đang mở màn hình, đang có pin nhưng mà mình cắm màn hình vô nó bị chạm, nó cháy cái đường điện áp led cộng đấy. Thì mình đầu tiên á, thì những cái cách làm là đầu tiên là mình quan sát coi chỗ nào nó có bị mục không, hay chỗ nào nó bị cháy khét. Thì mình quan sát với kính hiển vi mình sẽ thấy được cái socket xung quanh socket này có vấn đề gì không. Rồi một số người thì người ta sẽ đo trở kháng, còn mình thì mình hay gọi là tổng trở đấy, những chân nào mất cái tổng trở. Nhưng mà nếu như mà mình để ý hơn á, thì mình sẽ đi tìm cái chân anode của cái socket này, là chính là cái chân led đấy. Mình quan sát những cái chân, mình quan sát trên màn hình, mình coi cái chân led đó là hay là cái cuộn dây nào bị cháy đấy. Nếu như mình không quan sát được thì mình sẽ đi tìm cái chân nào là chân led anode, thì cái chân đó chính là cái chân mà cấp cái socket màn hình này, là cái chân đó là chân điện áp đấy, chân số 1 nè, chân này chân LCM không phải nè, chân số 3 nè, chân số 5 nè, đây nè, đây chính là cái chân LCM anode nè. Cái chân này chính là cái chân mà điện áp led đấy. Thì cái chân này nó sẽ đi qua một cái cuộn dây FL4291. Cái cuộn dây này thường thì bây giờ mình sẽ đo từ ngay chỗ chân số 5 này đến đầu còn lại của cái FL cuộn dây này, xem nó có thông không. Nếu không thông cuộn dây này thì cũng có thể nối tắt, còn nếu có thay thế được thì càng tốt, còn không anh em có thể nối tắt nó lại. Có một số trường hợp khi mà nó bị cháy thì nó sẽ bị đứt luôn, nó bị cháy luôn, không thể nối từ chân số 5 này đến chân cái tụ điện này được, trụ điện C4052 này được. Thì bắt buộc mình sẽ câu một sợi dây, mình sẽ quan sát tiếp. Đây, cái điểm này nó còn ra pin out đây, nhưng mà nếu mà nó đã mục chỗ này thì đây với đây là một rồi, nên nó cũng không có ý nghĩa gì. Thì ngoài ra nó còn về một cái tụ điện C4053 này. Thì lúc này mình sẽ việc câu một đường dây mạch để chạy về đây là ok. Nếu như ở ngay chỗ cuộn dây này không có cách nào nối vào socket được nữa, thì bắt buộc phải câu từ chân socket số 5 này về cái tụ điện này, là lúc đó là đèn nó được giải quyết. Thì cái này là mình chỉ giới thiệu sơ qua để cho anh em hình dung được cái sự tiện lợi của cái sơ đồ mạch này. Tất cả những con điện trở, cái tụ điện để ở trên này đều nó được ghi hết. Ví dụ như mình thấy con này bị cháy chẳng hạn, thì mình chỉ việc cái lần coi trên sơ đồ này, mình coi nó đi đâu là mình biết ngay, là mình biết ngay mình cần làm gì, nối đi đâu là rất là hay. Đó là mình giới thiệu sơ qua về cái tool ZXV kép này. Còn vấn đề sử dụng của nó thì gọi là đa năng, anh em rất là hữu ích khi mà anh em sửa, cần xem sơ đồ trực quan sửa những cái ban rất là nhanh. Đây là cái mặt còn lại của nó, mặt còn lại của nó là đây, đây 6SLS nè. Đó là mình giới thiệu sơ qua về cái sửa một cái ban đơn giản nhất, là ban mắt đèn ở trên iPhone 6SLS, iPhone 6S, hay là những cái ban khác thì cũng tương tự. Đây, những cái ban nhẹ, mắt đèn hay là mắt âm thanh, hay là một lý do nào đó đều mình tìm ra những cái nguyên nhân. Rồi, cảm ơn anh em đã xem phần giới thiệu sơ lược qua cái tool ZXV nhé.